Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Trung Quốc rùng mình với lời tiên tri và đập tam hiệp có thể vỡ trong năm nay. Năm Nhâm Dần 2022 được tin đoán trước là một năm của những điều kỳ lạ khi khởi đầu năm mới với sự bùng phát dịch viêm phổi trở lại. Chính điều này đã khiến người Hồ Bắc đã phải lang thang trong chính đất nước của mình. Đồng thời, Hồ Bắc cũng thành từ được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới. Những thảm họa trong năm nay dường như phải liên quan đến Hồ Bắc. Đáng nói, một sự việc khác có liên quan đến Hồ Bắc một lần nữa trở thành tâm điểm của dư luận Trung Quốc, đó là vỡ đập tam hiệp. Đập tam hiệp, siêu đập lớn nhất hành tinh, vốn là công trình gây ra nhiều tranh cãi từ lúc xây dựng cho đến khi vào hoạt động. Ngay trong giai đoạn chuẩn bị kế hoạch của công trình đập tam hiệp, nhiều kỹ sư chuyên nghiệp đã cho rằng siêu đập này không nên được xây dựng. Trong đó phải kể đến bức thư của chuyên gia thủy lợi Trung Quốc Hoàng Vạn Lý gửi cho chính quyền khi yêu cầu cho mình 30 phút để nói rõ tai họa của đập tam hiệp. Tuy nhiên, việc không được thực hiện yêu cầu nên đến lúc hấp hối, ông vẫn cho rằng tam hiệp không thể xây dựng. Chuyên gia này đã để lại 12 điều tiên tri về đập tam hiệp gồm Trường Giang hạ lưu làm đê vỡ bờ, ngăn cản vận tải đường thủy, vấn đề di dân, vấn đề tích ứ, chất lượng nước chuyển xấu, lượng điện phát ra không đủ, khí hậu bất thường, động đất liên tiếp, bệnh trùng hút máu kéo dài, sinh thái chuyển biến xấu, thượng du ngập nghiêm trọng, cuối cùng sẽ bị ép mà nổ tung. Quả thật, 11 sự kiện trên đã xảy ra như lời tiên đoán và chỉ còn một sự kiện cuối cùng chưa thành hiện thực là việc đập tam hiệp bị nổ tung. Ngoài ra, nhà tiên tri Lưu Bá Ôn, quân sư khai quốc của Triều Minh cũng đã có những dự ngôn về thảm họa này trong Kim Lăng Tháp Bi Văn. Nhiều nghiên cứu dựa trên dự ngôn này đã tin rằng đập tam hiệp có khả năng sẽ bị vỡ do một trận động đất năm nay. Người ta cũng tin rằng trong dự ngôn của Lưu Bá Ôn cũng miêu tả khá chi tiết cảnh tượng bi thảm sau khi đập bị vỡ. Theo đó, những văn tự được viết theo hình thức thơ cổ trên tháp Kim Lăng vào khoảng năm 1400 bởi vì quân sư và học giả nổi tiếng Lưu Cơ tức Lưu Bá Ôn đã dự báo những sự kiện sẽ xảy đến trong 500 đến 600 năm sau Triều Minh. Trong tháp Kim Lăng, nhà dự ngôn giải độc và tin rằng dự đoán tình hình năm nay có một lời tiên đoán được dịch nghĩa như sau. Khinh khí động sơn nhạc, nhất tuyến thiết nang đương. Nghĩa là khí nhẹ chấn động cả núi cao, một sợi dây sắt cũng khó mà chịu nổi. Theo đó, tiên đoán này được nhà giải thích dự ngôn lý giải động đất, núi lửa đều do luồng khí trong lớp vỏ trái đất bị loạn mà sinh ra. Câu nhất tuyến thiết nang đương được lý giải là đập tam hiệp yếu ớt, mong manh tột cùng khi đối diện với các thảm họa thiên nhiên như động đất, núi lửa đều không có sức chống đỡ đối kháng. Đáng nói là lời tiên đoán trong năm nay trên tháp Kim Lăng đã dự đoán đúng với dịch bệnh COVID-19, nhất khí sát nhân thiên thiên vạn. Đại dương tàn bạo quá xài lang, nghĩa là một khí giết người nghìn nghìn vạn, dê lớn tàn bạo sơn lang sói. Cũng thật trùng hợp một bậc thầy phong thủy Hồng Kông dự đoán năm nay, vùng Tây Nam Trung Quốc sẽ có động đất vượt quá 8,3 độ Richter hoặc còn lớn hơn nữa. Rung động sẽ trực tiếp nguy hại đến đập thủy điện Tam Hiệp khiến nó bị vỡ và sụp đổ, sẽ tạo thành ngập nghiêm trọng, ảnh hưởng đến một diện tích rất lớn ở Trung Quốc. Hiện chưa biết những dự ngôn tiên tri này đúng hay sai. Những thông tin có tính chất tham khảo, nhưng thực tế mưa lũ và nguy cơ là đáng ngại. Chúng ta hãy cùng chờ xem những thông tin có tính chất tham khảo. Những lời tiên đoán này lại càng khiến dân Trung Quốc lo sợ về thảm họa đập tam hiệp khi con đập này đã gây ra những hậu quả về sinh thái, đời sống xã hội. Từ góc độ phong thủy, đập tam hiệp đã đàn áp long mạch của Trung Quốc quá lâu. Nhìn nhận từ quan điểm khoa học tự nhiên, những thiên tai do con đập mang lại cũng là quá nhiều. Tính tới ngày hôm nay, tổng cộng 11,22 triệu người thuộc 26 tỉnh thành Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Hơn 980 hồ chứa ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử cũng buộc phải xả lũ gấp. Truyền hình MTD có trụ sở tại Mỹ cho biết có tới 400 triệu người sống ở hạ lưu đập tam hiệp có thể gặp rủi ro, bao gồm cả những người sống ở các siêu đô thị như Vũ Hán, Nam Kinh và Thượng Hải. Chuyên gia thủy văn người Đức gốc Hoa Wang Weilu hôm vừa qua bày tỏ lo ngại về các vết nứt và chất lượng bê tông không đạt tiêu chuẩn được phát hiện trong quá trình xây dựng. Ông Wang cảnh báo về sự cố vỡ đập
nếu xảy ra sẽ gây hậu quả thảm khốc cho những người sống ở vùng hạ lưu sông Dương Tử và kêu gọi giới chức sơ tán họ càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, ông Wang từ chối bình luận về hình ảnh vệ tinh của Google lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy độ biến dạng của cấu trúc đập vào năm ngoái. Truyền thông Trung Quốc vào thời điểm đó khẳng định biến dạng của con đập của một phần thiết kế là nó nằm trong phạm vi biến đổi cho phép. Trước cảnh báo mới đây của ông Wang, tờ Thời báo Hoàn Cầu cũng nhanh chóng trích dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Quách Tấn thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp có thể chứa lượng nước vào lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện nay. Trong khi đó, Gu Shun, nhà nghiên cứu tại Viện Cơ học Kỹ thuật Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp vẫn an toàn kể từ khi mực nước tại hồ trước cao tới 175m và lưu lượng nước đổ về đạt 75.000 mét khối một giây. Đập Tam Hiệp nguy cơ vỡ, Trung Quốc sơ tán 40.000 dân. Khoảng 40.000 dân Trung Quốc được sơ tán sau khi mực nước dâng cao ở lưu vực sông Kỳ Giang, thượng nguồn đập Tam Hiệp do mưa lũ nhiều ngày qua. Mưa lớn làm mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp cuối tuần qua dâng lên mức 147m, cao hơn 2m so với mức cảnh báo lũ. Chỉ trong một ngày, lượng nước đổ về con đập này tăng 20.500 mét khối một giây hôm kia, lên tới 26.500 mét khối một giây vào ngày hôm qua. Hồi đầu tuần, Trùng Khánh cũng đưa ra cảnh báo đỏ về trận lụt lớn nhất có thể diễn ra trong vòng 80 năm qua, kể từ năm 1940 ở lưu vực sông Kỳ Giang, thượng nguồn đập Tam Hiệp, hơn 40.000 người sau đó đã được sơ tán. Theo Taiwan News, những trận mưa xối xả cho tới nay đã ảnh hưởng tới 8 triệu người dân dọc theo sông Dương Tử và gây thiệt hại 2,9 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, cảnh báo mưa lũ mức cao nhất đã được phát ra cho các cộng đồng dân cư ở trung và hạ nguồn, trong đó có 10 tỉnh thành là Quý Châu, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc Giang, Tây Anh, Huy Giang, Tô Chiết Giang, Thượng Hải và Quảng Tây. Trạm khí tượng Trung Quốc mới đây đã đưa ra cảnh báo mưa to. Trong 23 ngày liên tiếp, lưu vực Dương Tử tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những trận mưa lớn và mực nước ở thượng lưu đập Tam Hiệp đang vượt quá mức cảnh báo. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ đập Tam Hiệp bị vỡ, 600 triệu người Trung Quốc sẽ lâm nguy. Những cơn mưa lớn và ngập đã ảnh hưởng đến nhiều tỉnh của Trung Quốc, khiến nhà khoa học Wang Weilu cảnh báo về sự an toàn của đập Tam Hiệp có thể vỡ bất cứ lúc nào. Vừa qua, mưa to và sạt lở đã xuất hiện ở miền Nam Trung Quốc, khiến 7.300 ngôi nhà bị thiệt hại và ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 8 triệu người. Tính đến sáng ngày hôm qua, các quan chức địa phương ước tính sơ bộ nền kinh tế thiệt hại khoảng 2,9 tỷ đô la Mỹ. Các trận mưa lũ liên tiếp đã làm dấy lên lo ngại của người dân Trung Quốc về sự an toàn của đập Tam Hiệp. Đập thủy điện lớn nhất thế giới nằm ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, được khởi công xây dựng từ năm 1994. Nhà khoa học Wang Weilu cho biết, đập Tam Hiệp không ổn định như nhiều người tưởng. Bên cạnh đó, ông Wang chỉ ra thiết kế xây dựng và thẩm định chất lượng của con đập đều được thực hiện bởi cùng một nhóm chuyên gia và thời gian hoàn thành dự án thì quá nhanh. Tại một cuộc họp báo vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc Ye Yanchun cũng thừa nhận mực nước trên ít nhất 148 con sông trong nước đã vượt quá mức cảnh báo. Điều đó chứng tỏ rằng khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp chỉ có giới hạn. Ngoài ra, ông Wang còn cho biết mối lo ngại lớn nhất chính là các vết nứt và chất lượng bê tông không đạt chuẩn trong quá trình thi công đập Tam Hiệp. Theo ông, nếu xảy ra sự cố đập thì sẽ để lại hậu quả thảm khốc đối với người dân sống ở khu vực hạ lưu sông Trường Giang và cảnh báo mọi người nên chuẩn bị sơ tán càng sớm càng tốt. Theo kênh truyền hình trực tuyến CNTV, mực nước bên trong đập Tam Hiệp đã cao quá 2m so với tiêu chuẩn chống lũ. Tân Hoa Xã dẫn dữ liệu của Tập đoàn Đập Tam Hiệp Trung Quốc cho hay, trong 17 năm qua, tổng cộng có 873.800 tàu chở 12,23 triệu hành khách và 1,46 tỷ tấn hàng hóa đã ghé ngang qua đập Tam Hiệp. Nhiều tỉnh ở Trung Quốc đang bị ngập nghiêm trọng. Mực nước tại hồ thủy điện Tam Hiệp đã vượt mức báo động, đối mặt với nguy cơ bị vỡ, đe dọa tính mạng của 600 triệu người Trung Quốc sống ở hạ lưu. Theo truyền thông Trung Quốc và quốc tế, thời tiết ở Trung Quốc đại lục đã bất thường trong nhiều ngày qua, mực nước của đập Tam Hiệp đã vượt quá mức báo động từ cách đây vài ngày. Sự an toàn của con đập lớn nhất thế giới này lại trở thành đề tài nóng được bàn tới. Thế giới bên ngoài lo lắng 600 triệu người dọc theo sông Dương Tử có thể phải đối mặt với nguy cơ vỡ đập. Truyền thông cho biết, lượng nước đổ vào đập Tam Hiệp là 26.500 mét khối mỗi giây vào thứ Bảy, tăng 6.000 mét khối mỗi giây so với 20.500 mét khối mỗi giây vào thứ Sáu. Đến Chủ nhật, mực nước trong hồ đã vượt quá mức báo động lũ bão gây ngập lớn cho nhiều vùng ở thượng lưu. Các tàu chở cát địa phương neo đậu ở ven biển đã bắt đầu nhổ neo và thu thập dây neo để ngăn ngừa tai nạn như mất neo và đứt cáp.
Bộ phận hàng hải đã tăng cường kiểm tra tàu và kiểm tra các vùng biển và bến cảng quan trọng. Sông Kỳ Giang ở Trùng Khánh vừa qua đã trải qua trận lụt lớn nhất kể từ năm 1940, mực nước cao nhất đạt 227,6m, vượt quá mức nước an toàn 5,1m, 100.000 người đã phải sơ tán đến nơi an toàn. Trạm giám sát thủy văn Trùng Khánh đã đưa ra cảnh báo đỏ về ngập trong lưu vực sông Kỳ Giang. Đông Phương tuần qua dẫn tin, Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống ngập và hạn hán quốc gia của Quốc vụ viện Trung Quốc tính đến tuần qua, đợt mưa lũ này đã khiến tổng cộng 8.521.000 người ở 24 tỉnh thành khu tự trị bị ảnh hưởng. Gần nửa triệu người đã phải sơ tán và hơn 7.300 ngôi nhà bị sập. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 20,67 tỷ nhân dân tệ. Thượng lưu, trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử đều bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Mực nước trong khu vực hồ chứa Tam Hiệp đã tăng lên và đã vượt quá mức cảnh báo, ngập gần 2 mét vào Chủ nhật vừa qua. Trên mạng Trung Quốc gần đây đã lan truyền một bài báo phân tích về thương vong cụ thể của vụ vỡ đập. Trong đó nói rằng nếu đập Tam Hiệp bị vỡ hoàn toàn, hơn 10 tỷ mét khối lũ sẽ trút xuống trong một thời gian ngắn. Và khu vực ven sông từ đập Tam Hiệp đến thành phố Trường Sa, Hồ Nam sẽ phải chịu đựng tác động trực tiếp của trận lụt. Với lưu lượng đỉnh lũ là 1 triệu đến 2,37 triệu mét khối mỗi giây và tốc độ xả sẽ cao tới 100 km mỗi giờ, thiệt hại sẽ rất trầm trọng. Bài báo chỉ ra rằng độ cao trung bình của mặt đất ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc cao hơn mực nước biển dưới 50 mét. Nếu lũ lên cao tới 64 đến 71 mét so với mực nước biển đổ tới, sẽ làm vỡ đập Cát Châu Bạ rồi nhấn chìm toàn bộ thành phố cùng tên, sau đó đổ tới thành phố Nghi Xương chỉ trong nửa giờ. Người dân cơ bản không có cơ hội trốn thoát và thành phố có thể thiệt hại 500.000 người. Ngoài ra, các thành phố xa như Hồ Bắc, Bình Nguyên, Giang Hán, Vũ Hán, Nam Kinh, thậm chí các tuyến đường sắt Bắc Kinh, Quảng Châu và Bắc Kinh, Cổ Long đều bị ảnh hưởng. Theo Đồng Phương, một chuyên gia lo ngại rằng đập Tam Hiệp đang phải đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan, với mưa lớn ở cả thượng, trung và hạ lưu sông Dương Tử, cùng một lúc có nguy cơ vỡ đập và hiện tượng biến dạng đập gần đây lại được nói đến. Ông nói rằng khi đập Tam Hiệp được xây dựng cùng một đội ngũ chịu trách nhiệm cả luận chứng thiết kế, thi công, kiểm tra chất lượng xây dựng cuối cùng, rõ ràng là cầu thủ kiêm trọng tài. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo màu vàng cho những cơn mưa lớn, dự kiến sẽ có những trận mưa lớn đến rất lớn vào thứ tư tới ở miền Trung và Bắc Hồ Nam, Đông Nam Hồ Bắc và Nam An Huy. Đồng thời, mực nước của đập Tam Hiệp vượt qua mức báo động phòng chống ngập, gây ra lo ngại 600 triệu người dọc theo sông Dương Tử có thể phải đối mặt với nguy cơ vỡ đập. Trên thực tế, chất lượng công trình và khả năng chống lũ của đập Tam Hiệp đã bị nghi ngờ trong những năm gần đây. Đã có chuyên gia thủy lợi từ lâu đã cho rằng đập Tam Hiệp sẽ gây hậu quả tai hại. Đối với đập Tam Hiệp đang phải đối mặt với điều kiện thời tiết cực đoan với mưa lớn ở cả thượng nguồn và hạ lưu sông Dương Tử, gần đây đã có tin đập bị biến dạng. Trên thực tế, ngay từ tháng 7 năm ngoái, một bức ảnh vệ tinh đã được lưu hành trên mạng Internet Trung Quốc cho thấy thân đập của đập Tam Hiệp bị biến dạng rõ rệt với mức đáng kể khi so sánh với bức ảnh chụp trước đó. Tuy nhiên, đập Tam Hiệp sau đó đã lên tiếng. Bản đồ vệ tinh Google có liên quan không phải do vệ tinh trực tiếp chụp mà được hình thành bởi một loạt thuật toán. Do sự khác biệt trong một số thuật toán giữa Google Maps và Sinomap, một số cảnh đã bị lệch. Dữ liệu giám sát kể từ khi đập hoạt động cho thấy tất cả các kiến trúc vẫn bình thường. Nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc sau đó dẫn lời các chuyên gia nói rằng đập Tam Hiệp có độ dịch chuyển ngang khoảng 3cm, nhưng đó chỉ là biến dạng đàn hồi và là một hiện tượng bình thường trong xây dựng. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài, chuyên gia thủy lợi Trung Quốc Vương Duy Lạc, hiện sống ở Đức, đã nghi ngờ dự án đập Tam Hiệp không hề có khả năng chống lũ như chính phủ nói. Và mục đích thực sự của việc xây dựng đập của chính quyền là để phát điện. Khi trước nhiều nhà khoa học lo ngại về tính khả thi của cơ chế kiểm soát lũ đã từ chối ký tên vào báo cáo khả thi, ông phát biểu trên trang China Press khi mới xây dựng các học giả nổi tiếng như Tiền Chính Anh, Trương Quang Đấu, phụ trách thiết kế và giám sát chất lượng công trình đã viết thư cho Quách Thụ Ngôn, phó chỉ huy công trình Tam Hiệp phàn nàn về chất lượng xây dựng không tốt do xây dựng quá nhanh, thời gian quá ngắn. Chuyên gia này so với việc đập biến dạng, vấn đề nghiêm trọng hơn của đập Tam Hiệp là giò nước. Ông cho rằng nếu đập vỡ thì tính từ Tân Đập cho đến Thượng Hải ra đến cửa biển tất cả đều sạch trơn.
Ông kêu gọi các cư dân ở Hạ Lưu hãy chuẩn bị tâm lý, sớm có kế hoạch cứu sinh. Cố vấn giáo sư Đại học Thanh Hoa Hoàng Vạn Lý, một chuyên gia thủy lợi nổi tiếng của Trung Quốc khi còn sống, đã đề xuất rằng đập Tam Hiệp sẽ gây ra 12 hậu quả thảm khốc, bao gồm sạt lở ở bờ Hạ Lưu sông Dương Tử, cản trở vận tải đường sông, di dân, tích bùn đáy hồ, chất lượng nước xấu, lượng điện sản xuất không đủ, khí hậu bất thường, động đất thường xuyên, bệnh sán máng, lây lan, suy thoái sinh thái, ngập nghiêm trọng ở thượng nguồn. Tất cả 11 điều cảnh báo này đều đã ứng nghiệm trong những năm gần đây và cuối cùng giáo sư cho rằng đập Tam Hiệp cuối cùng sẽ bị buộc phải cho nổ tung. Theo Đồng Phương, bên cạnh nỗi lo về ngập lụt do đập Tam Hiệp gây ra và vỡ đập do mưa lớn, ngay từ khi đập mới xây dựng, điều đáng quan tâm nhất là nhiều con đập đã trở thành mục tiêu quan trọng trong thời kỳ chiến tranh. Nếu đập Tân Tam Hiệp bị thiệt hại hoặc hư hại do chiến tranh hoặc khủng bố, các sinh linh vùng hạ lưu sông Dương Tử sẽ gánh chịu thảm họa ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người. Những người lạc quan cho rằng đánh bom các cơ sở thủy lợi dân sự quy mô lớn như thế ảnh hưởng sinh mạng hàng trăm triệu người sống và là một hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và sẽ không xảy ra trong các cuộc chiến tranh hiện tại. Trong khi các phương pháp mà các tổ chức khủng bố sử dụng rất khó gây thiệt hại cho con đập, ngay cả nơi yếu nhất là âu thuyền cũng được xây dựng 5 cấp tại đàn tử lĩnh, không liền với đập, chính vì vậy sẽ không gây vỡ đập. Một số chuyên gia chỉ ra rằng đập Tam Hiệp nằm ở vùng dựa trên bản đồ Trung Quốc, cách bờ biển và biên giới hơn 1.000 km. Nếu một quốc gia định tấn công bằng máy bay ném bom, nó sẽ bị chặn ở gần bờ biển. Ngay cả đối với máy bay ném bom tàng hình cũng phải mất hơn 1 giờ để bay từ biên giới đến Tam Hiệp và PLA có đủ thời gian để ứng phó. Nếu dùng tên lửa hành trình tầm xa tấn công đập Tam Hiệp, do tốc độ tên lửa khá chậm, lực lượng phòng không mặt đất và lực lượng chiến đấu cơ PLA cũng có đủ thời gian đối phó. Cũng theo Đông Phương, qua tìm hiểu, PLA đã triển khai 3 loại tên lửa xung quanh đập là Hongji-9, Hongji-16 và Hongji-7. Hình thành các mạng lưới phòng không tầm cao, trung bình và thấp, đồng thời các máy bay chiến đấu J-10 và J-11 cũng được triển khai tại các sân bay xung quanh, làm lực lượng phòng không cơ động của đập Tam Hiệp. Trước khi luận chứng về Tam Hiệp, một số người cũng tranh luận về sự an toàn của con đập nếu bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, kết luận của cuộc chiến tranh là cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân nên thuộc phạm chủ an ninh quốc gia, không thuộc vấn đề phải xem xét khi thiết kế an toàn đập. Nhưng sau đó cũng có người chỉ ra rằng thân đập của Tam Hiệp là loại đập trọng lực bê tông mạnh nhất và áp dụng thi công đổ theo giai đoạn. Ngay cả khi thân đập bị nổ, nó sẽ không gây ra sự cố vỡ đập trên toàn bộ dòng, có khả năng kháng đòn tấn công hạt nhân ở mức độ nhất định. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.